Như ở clip trước thì mình đã hướng dẫn mọi người cách phân biệt số 5RX và số 5FX của nhà Obagi. Hôm nay thì mình lại hướng dẫn mọi người cách phân biệt giữa số 3RX và số 3FX của nhà Obagi. Đầu tiên giống nhau đó chính là số 3 đều là các cái sản phẩm đặc trị bôi buổi sáng để làm hạn chế tăng sắc tố nám hoặc là thâm mụn, làm giảm ức chế cái sắc tố, tăng sắc tố của da mình. Nó cũng là một cái loại kem để đặc trị làm sản sinh tế bào mới thay tế bào da, và nó điều trị nám tàn nhang. Cái này thì không thường là được mọi người kê trong cái việc là điều trị mụn, bởi vì là nó thường là đánh vào cái sắc tố nhiều hơn là đánh vào cái việc điều trị dầu hoặc là thông thoáng lỗ chân lông. Thế nên là cái kem này thì mình nghĩ bạn nào mà bị mụn thì không cần phải sử dụng. Bạn nào mà có vấn đề về sạm nám tàn nhang hay là sắc tố da thì hãy sử dụng cái kem số 3 này. Thì cũng giống như cái sản phẩm lần trước mà mình đã từng làm, thì mình sẽ cho mọi người biết là cái sự giống nhau giữa kem số 3FX và số 3RX nó ở chỗ nào. Đầu tiên là cái kem số 3RX và kem số 3FX, mọi người có thể thấy nhá, trên bao bì ý, nó ghi chữ AM và PM ở đây nghĩa là như nào ạ? Nghĩa là nó dùng được cho cả buổi sáng và buổi tối. Cái này thì nó không giống như cái kem số 5. Kem số 5 thì chỉ dùng được buổi tối thôi. Thế nhưng mà cái kem số 3 này có thể dùng được cả buổi sáng và buổi tối. Cái thứ hai mà mọi người có thể thấy ở đây là bao bì của nó rất là giống nhau, và nó đều ghi là kem đặc trị sạm nám tàn nhang đồi mồi, ức chế sản sinh tế bào sắc tố, tạo màu sắc đồng đều cho da, hiệu quả cao trong điều trị sạm nám. Sử dụng thì theo ngày 2 lần, nhưng mà tuy nhiên là nên theo phác đồ của bác sĩ hoặc là những cái bạn mà chuyên gia trong cái skincare. Đó là những cái điểm rất là giống nhau của hai cái sản phẩm số 3FX và số 3RX của nhà Obagi. Tuy nhiên thì hai sản phẩm này chắc chắn là cũng có điểm khác nhau. Thì đầu tiên cái điểm khác nhau mà mình muốn chỉ ra cho mọi người đó chính là bao bì. Nếu như bao bì của kem số 3FX nó sẽ ghi luôn ở đây là Clear FX. Đây, mọi người có thể thấy Clear FX thì có nghĩa đây là số 3FX, và nó không có cái thành phần ghi ở trên cái bao bì này thì nó chính là số 3FX. Còn tuy nhiên đối với cái sản phẩm số 3RX ấy, thì là nó chỉ ghi ở đây mỗi chữ Clear, mọi người có thể thấy chỉ có chữ Clear, không hề có chữ FX như cái dòng bên kia. Mặt khác thì ở phần dưới này này, cái phần chỗ gần dưới nắp xanh này này, thì ở đây họ có ghi là Hydroquin 4%. Thì ở đây họ ghi luôn là thành phần có chứa Hydroquin 4%, và ở đây họ cũng ghi là RX Only. Đó, mọi người có thể thấy trên cái bao bì sản phẩm. Chỉ dựa vào hai cái điểm này thôi thì mọi người có thể phân biệt được đây là kem FX, đây là loại kem nhẹ hơn, và đây là kem RX, là kem có chứa Hydroquin 4% làm trắng da. Đấy là điểm khác biệt đầu tiên. Cái điểm khác biệt thứ hai chắc chắn là về thành phần, như mình đã nói là kem RX có thành phần trắng da Hydroquin 4%, còn kem FX thì không có, và nó chỉ có những thành phần làm sáng da khác, ví dụ như là vitamin C. Đó, thì ở trong cái bảng thành phần ở cái phần bao bì này thì nó đều ghi, mọi người có thể bóc cái tem phụ của công ty phân phối là công ty Dương Minh ra để đọc cái phần là thành phần của nó. Thực ra nó chỉ khác nhau mỗi cái Hydroquin, và một cái là có Hydroquin, một cái không có thôi. Cái điểm khác biệt nhau thứ ba chắc chắn là về cái hiệu quả và công dụng của sản phẩm. Nếu như mình đã nói trước đây là giống nhau là nó đều điều trị sạm nám, thì cái khác nhau đó là Hydroquin 4% ở RX ấy, nó làm cho da mình tăng cái tốc độ ức chế tế bào da, làm da tái tạo nhanh hơn, và làm da điều trị sạm nám có hiệu quả cao hơn. Và hậu quả và cái tác dụng phụ đi kèm đó chính là nó làm bong chóc, làm da mạnh hơn. Cái này thì thường được bác sĩ hoặc là các cái chuyên gia điều trị về da ấy, họ kê đối với những cái da mà bị sạm nám rất là nặng, đặc biệt là nám chân sâu hoặc là nám diện rộng, nám mảng, hoặc là da mụn rất là nặng và bây giờ mình phải chữa thâm và đập đều màu da. Cái này thì là cái tác dụng bong chóc của nó rõ rệt luôn. Nếu mà các bạn điều trị nám mà dùng số 5, kể cả số 5RX mà không thấy bong chóc, thì mình cam kết với các bạn là khi các bạn vào kem số 3 này, là một cái loại nó họ ghi là clear đây này, nghĩa là như kiểu tẩy da chết ấy, thì nó bong chóc rất là mạnh luôn, nó bong ra từng mảng luôn ấy, và nó có rất là nhiều tác dụng phụ, ví dụ như là kích ứng nó bị ngứa này, hoặc là bị đỏ da, bị rát da, hoặc là da nó bị
kích ứng quá là mạnh thì nên là bị sần cái chỗ vùng da đấy, sau đó nó bong đi. Thì đây là cái là Clear RX. Cái này thì là bạn nào da cực nặng thì chắc chắn là bác sẽ kê vào bôi ngày 2 lần, buổi sáng và buổi tối. Cái này thì không phải trộn với bất cứ một cái sản phẩm nào giống như số 5. Cái này thì không phải trộn mọi người nhé. Nếu mà trộn nó sẽ ghi chữ blend ở đây này. Còn cái này là clear, nghĩa là tẩy tế bào chết và nó dùng thẳng trực tiếp vào da luôn, không cần phải trộn. Còn cái loại số 3X ấy, thì nó cũng không phải trộn và nó trực thảo dùng thẳng trực tiếp vào da. Tuy nhiên là nó không có hydroquin 4%, thế nên là cái tác dụng bong chóc của nó là không xuất hiện quá nhiều. Thực ra là bạn nào da yếu hoặc là da không quá khỏe thì nó vẫn xuất hiện bong chóc vì nó là số 3 clear, là tẩy da chết. Nhưng mà da nào mà quá khỏe, nhất là những cái da mà không được trắng nhưng mà màu kiểu hơi ngăm ngăm đen ấy, mà da nó dày khỏe bao lâu nay mà chưa điều trị chết mình quen rồi ấy, thì là cái này nó có thể không gây bong chóc quá nhiều, nó chỉ hơi bong lợn cợn da thôi. Nhưng mà cái này thì cũng có tác dụng là tẩy sắc tố này, hoặc là làm cho chống oxy hóa rất là mạnh, tái tạo da rất là mạnh. Thế nên là bạn nào mà không phải là quá nặng nhưng mà dùng số 5 chưa đủ thì bác sĩ sẽ kê thêm cái số 3FX này. Đó, thì cái này là dùng được cả buổi sáng buổi tối và mọi người bôi thẳng trực tiếp lên da, dùng trước khi bôi kem số 5. Cái này thì nó có tác dụng là tẩy tế bào chết hóa học, thế nên là nó có tác dụng là làm thanh tẩy làn da rất là tốt. Cái kem số 3RX ấy, thì mọi người biết là nó mạnh hơn, nó có hydroquin nên là nó tác dụng cũng nhanh hơn. Tuy nhiên cái này thì mọi người chỉ nên, theo như hãng khuyến cáo, sử dụng trong vòng 6 đến 8 tháng liên tục thôi. Sau đó thì mình nghỉ và mình phải hạ liều. Thường thì các cái phác đồ điều trị đúng ấy, thì sau 6 tháng dù nó làm nặng đến đâu ấy cũng hầu như là đỡ đi rất là nhiều rồi. Đỡ trông thấy luôn ấy, da nó sẽ sáng lên đồng đều màu da và các cái một số cái điểm nám nó sẽ mờ đi trông thấy. Thì sau khi dùng 6 đến 8 tháng sản phẩm số 3RX này, mọi người cần phải hạ liều thì mọi người sẽ chuyển sang dùng số 3FX, hoặc là những cái da nào mà không quá nặng thì dùng số 3FX từ đầu. Đó, thì mọi người có thể dùng cái số này, số 3FX này để hạ liều từ số 3RX. Sau khi dùng số 3FX mà mọi người có làn da đẹp rồi, đồng đều rồi, căng bóng sau từ 8-12 tháng thì mọi người cũng nên dừng hai cái sản phẩm này lại và mình chuyển sang bôi duy trì bằng số 5FX hoặc là các cái sản phẩm C, hoặc là sản phẩm có chứa retinol hoặc tretinol để duy trì làn da và hạn chế tình trạng tăng sắc tố nám trở lại. Còn những cái sản phẩm này thì không nên dùng thường xuyên mọi người nhé, vì nó thanh tẩy bào làn da rất là nhiều, thì da mình cũng dễ không yếu đi nhưng mà dễ bị nhạy cảm về ánh sáng, hoặc là nó dễ bị kích ứng hơn khi mà thời tiết hoặc là nước mưa. Đó, mặt khác thì cái sản phẩm này là sản phẩm có chứa hydroquin và các cái thành phần làm trắng da, ví dụ như là vitamin C liều cao, thế nên là mọi người không được sử dụng cho phụ nữ có thai và cho con bú, đặc biệt là chỉ nên sử dụng từ 6 đến 8 tháng là cùng. Vừa rồi mình chia sẻ với mọi người những cái sự phân biệt giữa số 3RX và số 3FX. Nếu mọi người có bất cứ cái thắc mắc nào thì mọi người hãy comment ở dưới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.